Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện đến đây để khởi công xây dựng nhà cho ba bà cháu cô Thị Len. Thì sáng giờ chú Út với anh Nhớ cuốn nền cũng sắp xong rồi. Thì cái căn nhà này Thiện cũng làm cho mấy bà cháu là được 32m², bề ngang 4m, dài 8m. Thì cái số tiền mình nhận được nó cũng đủ để làm cái căn nhà đó thôi, thì cũng làm cho mấy bà cháu tạm thời là có căn nhà để ở trước. Chứ nhà này cây cối dở ra mục hết trơn rồi. Thì nhà này được chú Thành, cô Hoài Thương, cô Đông, cô Hoành ở Mỹ gửi tặng là 700 đô cùng với các cô chú bác anh chị ở Thị Sĩ có gửi thêm hơn 1.000 đô nữa, hơn 1.000 đô Thị Sĩ nữa để làm cái căn nhà này. Thì cái tên của các cô chú anh chị giúp đỡ Thiện sẽ để lên trên màn hình video. Đây là cô Thị Len này. Cái nhà này làm thì được dời ra phía sau một chút, qua khỏi đường dây điện luôn để cho cái rộng cái sân. Khi mà dỡ ra thì cô cũng che tạm một cái chòi ở phía bên để ở đỡ. Vậy hả? Cô ơi, hôm nay tụi con đến đây để làm cái căn nhà này cho cô. Thì hôm trước lại tới đây quay phim nhà của cô đó, thì cái nhà nó đã mục hư hết trơn rồi. Rồi được con cháu lại tiếp dỡ ra đó. Thì tụi con hôm nay đến đây để khởi công làm cái căn nhà này cho cô nha. Dạ, tôi gửi lại. Vui không con? Vui, gửi lại cảm ơn. Dạ. Thì nhà này được các cô chú bác anh chị ở nước ngoài á giúp đỡ cho cô các cái căn nhà này đó. Cảm ơn. Dạ. Rồi mấy mấy đứa nhỏ đi chơi với đi học hả? Đi học. Thằng đi chơi, thằng đi học rồi. Thì hôm nay cuốn nền xong ha, ngày mai mình vô đất nền đi rồi tụi con qua đây cán nền là xong rồi dựng nhà cho cô. Dạ. Chắc khoảng 1 tuần là xong rồi. Dạ. Dạ. Rồi nhà này dỡ ra khi nào vậy cô? Ôi, 3-4 bữa nay rồi ta lại tiếp. Cô trở lại còn dỡ nữa đó. Hàng xóm tiếp hả? Dạ. Mục không? Nhà mục không? Nó bẻ gãy hết trơn luôn. Mục hết trơn luôn? Hết trơn luôn. Rồi cái đó mình làm củi hay sao cô? Chắc làm củi quá, làm bếp một cái, nấu cơm ăn. Vậy hả? Dạ. Có cây nào còn xài được không? Cái nào xài được, xài không được, chắc cũng... Chắc củi. Chắc củi. Dạ. Rồi giờ che ở tạm bên đó hả con? Bữa hổm tôi ngủ ở ngoài sân. Ngủ ngoài sân hả? Hả? À. Rồi bữa cái chòi đó làm khi nào vậy? Mới làm cho hôm qua đó. Dạ. Mưa đó lại tiếp đó. Dạ. Thôi về tạm thì ở đỡ cái chòi đó đỡ nha con. Dạ. Cỡ 1 tuần nữa có nhà mới rồi, vô nhà mới. Dạ. Dạ. Cũng có mấy đứa cháu lại tiếp cũng được, cũng mừng ha. Dạ. Lối xóm cũng tiếp luôn. Dạ. Yeah. Vậy cho con chúc mừng cho mấy bà cháu nha. Dạ, yeah, cảm Tết ơn. Tết này có nhà mới rồi. Dạ, yeah, cảm ơn các chú ở nước ngoài. Dạ. Yeah. Ở đây cô có nước sạch rồi xài không? Không có đâu, tôi không nước mưa chừng nào hết. Nóng lại xài. Rồi nước sạch có kéo ngang đây không? Không có. Vậy là phải có cây nước mới được hả? Nếu mà có cây nước rồi cô xài cây nước được không? Dạ. Thì để con cũng thay mặt các cô chú ở Thị Sĩ đó, sau này khoan cho con cây nước luôn nghe. Dạ. Có nước sạch xài luôn. Ở mình ên đi sạch không nổi đâu. Sạch không nổi hả? Sạch ở ngoài kinh lên không nổi. Hứng nước mưa chừng nào hết à. Mấy lần cháu lại cái kêu nó sạch chùm. Dạ. Bị tôi đau lưng. Dạ. Ôi gì mai mốt làm cây nước để xài trên bờ luôn. Dạ. Dạ. Con cũng cảm ơn. Dạ. Rồi vậy cũng có nhà rồi có cây nước luôn. Thì con cất nhà xong rồi nhờ mấy anh lên đây khoan cây nước cho con. Dạ.
Rồi xong rồi cô ơi, con quay phim xong rồi đó. Dạ. Tôi đi xin thuốc ta lại nó bị đau lưng hả? Gai cột sống. Gai cột sống à? Ngồi lâu cũng không được mà đứng lâu cũng không được. Dạ. Ráng làm. Đó đi vô mới về đó. Ờ mấy đứa nhỏ mới về hả? Ờ. Đi chơi đó bây giờ đi học nữa. Dạ. Thế sao mày tháp hả chị Xuân? Lên tới 4 cục. Ở phía trước thì cao đỡ. Trước có một nhà cũ. Dạ. Anh ở gần đây không? Kia. Dạ. Cũng xã này luôn hả? Cũng xã này luôn hả? À, giờ phía sau lên tới 4 cục mà ở phía trước có 2 cục à. Con đi chơi về thấy vậy? Hả con? Ba ơi. Mấy đứa nhỏ mới đi chơi về. Yeah. Anh đi học hả con? Dạ. Anh đi học hả? À? Học lớp mấy rồi? Anh đi học lớp mấy? 8. Còn con bữa nay không có học sao? Dạ, được nghỉ. Được nghỉ hả? Dạ. Buổi chiều có học không? Nghỉ nguyên ngày luôn. Dạ. Cảm ơn. Học sát. Được nhà máy mừng không con? Dạ. Được nhà máy mừng không? Mừng. Cái nhà kia mục rồi hả? Dỡ ra rồi. Dỡ ra con có thấy không? Đó. Cây mục hết rồi đó. Rồi sao con biết viết chữ rồi chưa? Rồi, lớp 3 rồi mà. Con lớp mấy luôn? Lớp 3, học con, chung đó. Học chung luôn hả? Thì học lớp 3 rồi, gần đây không? Xa. Chùa hả? Dạ. Ủa cái trường ngang chùa đó phải không? Dạ. Dạ, mỗi lần đi là đi xe đạp. Dạ. Ừ. Cho tiền mua kẹo hả con? Dạ. 10.000 mua được mấy cục? Ai biết. 10.000 mua 1 cây. Mua ăn là đi mua đạn bắn cũng. Nhà này gỡ ra cây mục nhiều quá, củi không à. Đất của cô xung quanh rộng không cô? Tới mấy ruộng không? Giờ tới mấy ruộng là của cô, còn ruộng là của người khác. Rồi đây đất tới mấy cây xài này không? Hay là qua hút cây xài luôn? Tới mấy cây xài hả? Ồ, tính ra một mình mà đất cũng được rộng quá ha. Đất này cha mẹ cho hả con? Sang lại hả? Sang cả đó, hồi đó còn lúa còn rẻ đó. Dạ. Sang lại. Chơi rồi 2 giờ mua chắc không nổi quá. Chào đó sang ta có mua rẻ rồi có 25 dạ. Miếng này hả? Miếng này. Có 25 dạ. Ồ lâu rồi, hồi tôi còn
hai mấy tuổi. Dạ. Còn mình được từ sang tặng. Tắc này cứng nó phải dầm ra ha. Dạ, nó cuộn. Cuộn. Trời, trời, nó lên bẻ.